yếu thì mà. Trường hợp này tại sao phải cắt răng sứ ra? Một là đây là cái răng kim loại, thì đây là một cái răng mà dùng thường sẽ dùng trong răng hàm. Hoặc á, là cái răng này á, là cái công nghệ cách đây khoảng hơn 10 năm trước rồi. Và hơn 10 năm trước thì đối với lại những cái công nghệ thời điểm đó là cái răng này đã rất tuyệt vời rồi. Và đây là một cái hàm răng khá là đắt tiền vào thời điểm đó nha. Ưu điểm của nó là rất là cứng, bởi vì nó dùng cái sườn kim loại. Nhưng mà nhược điểm của nó là thứ nhất, cái sườn kim loại nó màu đen. Và khi mà đắp một lớp sứ lên để che phủ đi cái sườn này á, thì phải đòi hỏi một cái tay nghề rất là tốt. Và khi mà đắp xong thì cái sườn này nó thường hay bị đục. Khi các bạn cười ra mà có ánh đèn sẽ nhìn thấy được cái sườn. Nó dẫn đến trường hợp là cái răng sứ này không thẩm mỹ. Và thường cái loại răng sứ kim loại này, cái thẩm mỹ nó kém. Và người ta sẽ dùng ở trong những răng hàm chứ ít khi dùng răng cửa. Và tôi nhìn vô cái trường hợp này nè, thứ nhất là không bị viêm níu, chỉ bị xanh viền níu thôi. Và đây là một cái cách làm rất là đúng. Nhưng mà do cái công nghệ thay đổi, có thể khách hàng này họ muốn là đổi những cái công nghệ mới. Bây giờ có những cái công nghệ là chúng ta không cần phải mài răng, nghĩa là chỉ cần làm lại cái răng sứ gọi là mặt dán, hoặc là mài rất là ít, hoặc là gọi là răng veneer. Hoặc là trong trường hợp chúng ta sẽ bọc sứ 3/4, hoặc là chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái phương pháp mài ít, chúng ta hạn chế mài tối đa để làm sao mà giữ được cái mô răng, giữ được tủy, xong đó chúng ta phục hình, bọc lên một lớp men sứ mới đẹp hơn, tươi sáng hơn. Và giải pháp cho trường hợp này là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ tháo cái răng sứ ra, xong chúng ta sẽ mài vét lại đường hoàn tất cho sạch sẽ, không còn dính keo ở trên đó nữa. Thứ hai là chúng ta sẽ lấy dấu thật chính xác. Tiếp theo là gửi sang cho phòng lab, và khi phòng lab họ sẽ nghiên cứu làm ra những cái form răng đẹp hơn, màu sắc trắng hơn, đẹp hơn, tự nhiên hơn, và gửi về cho khách hàng gắn lên. Trường hợp này có thể không phải do kỹ thuật, trường hợp này chỉ do là khách hàng có thể là muốn đổi lại cái form răng mới đẹp hơn, tốt hơn, cho nên khách hàng quyết định cắt ra làm lại với công nghệ mới hơn. Và răng thật thì lúc nào cũng là tốt nhất. Trước khi đi làm răng sứ, các bạn cần phải đến nha khoa tư vấn xem cách làm nào phù hợp, công nghệ nào phù hợp, để chúng ta có thể chọn được những phương án tốt hơn. Nếu như trong trường hợp các bạn đang có ý định làm răng sứ mà răng các bạn đang lệch lạc hoặc hô quá nhiều hoặc móm quá nhiều, các bạn cần phải gặp nha sĩ. Có thể nha sĩ sẽ điều hướng các bạn sang làm gọi là niềng răng nắn chỉnh để đưa về cái cung răng chuẩn đã. Và không phải trường hợp nào cũng lên bọc răng sứ.